xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Starjin và lại mình đây. Ok thì ở clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái mẹo thì có trong 2025 này, thì có thể là nhiều bạn sẽ chưa biết nên mình sẽ hướng dẫn cho anh em một chút xíu thôi, ngắn cũng không dài đâu. Đó là cái mẹo là làm sao để mà cầm hai khẩu vector cùng một lúc. Ok thì mình sẽ vào huấn luyện để cho dễ nha. Tại vì trong huấn luyện thì chúng ta sẽ có thể mua tất cả những loại súng mà nó không cần phải bỏ vàng hay là gì ra hết. Thì mình sẽ vào huấn luyện để mà mua cho nó dễ. Thì anh em có thể vào đối chiến hoặc là đối thường. Thì đối chiến và đối thường thì anh em cần phải bỏ ra một chút thời gian mà cài tiền hoặc là anh em đi loot đồ để mà có được khẩu súng đó thì anh em mới phải là cầm hai khẩu được. Ok thì nhiều bạn á có hai khẩu rồi nhưng mà chưa biết phải cầm như thế nào. Ok thì mình sẽ mua khẩu vector trước đi. Ok thì đầu tiên á là anh em phải mua cho mình, đó là đầu tiên nha, thì anh em phải mua cho mình trước hết là hai khẩu trước. Cái điều kiện đầu tiên thì anh em bắt buộc phải có hai khẩu vector thì anh em mới được cầm hai khẩu vector nha. Thì đó là cái điều kiện đầu tiên. Thì tiếp theo á thì anh em sẽ bấm vào cái nút mà hai cái súng chéo qua nhau nè, ở trong cái chỗ mà ngang ngay trong cái chỗ mà vũ khí thứ nhất của mình đó anh em, cái chỗ mà khẩu vector đầu tiên nè, chỗ mà mũi tên mình chỉ á, thì anh em bấm vào cái chỗ á thì nó sẽ có thể là cầm hai khẩu nha. Thì đây thì nó sẽ khó hơn để mình dời cái này qua một bên tí để mà chỉnh cái này ra một bên để cho anh em có thể dễ nhìn thấy hơn. Thì anh em nhớ là nhìn cái nút kia thôi. Đây nè, lúc này mình sẽ dời chính giữa màn hình luôn đi cho nó dễ, dời trên nút cút. Ok, mình sẽ dời lúc này trở lại. Thì đây cũng là cái nó khá đơn giản thôi, nhưng mà ôi trời ơi, cái nút luôn chút xíu vậy nè. Ok, đây là cái nút hai súng chéo nhau này anh em thấy không, thì anh em chỉ cần bấm vô nút này thôi đó. Khi mà bấm vô nút này thì anh em sẽ cầm được hai cây, tức là nó bật lên đó anh em nè. Nó bật lên thì nó hiện lên màu vàng vàng nè, tức là nó đã bật lên rồi nha. Thì anh em chỉ cần là bấm vô cái nữa thì nó sẽ tắt, anh em bấm một cái thì nó sẽ bật. Khi mà bật á thì anh em chỉ cần đổi một trong hai cái súng thôi thì sẽ cầm ra hai cây luôn đấy, như thế này đấy. Thì khi mà anh em bắn thì tốc độ sẽ nhanh gấp đôi, không phải gấp đôi mà gấp rưỡi anh em, mà nó chỉ có 30 viên thôi nên nó bắn rất là hao đạn. Nhưng lại cái sát thương của khẩu này mà mình đánh giá nó không có hai khẩu, cái sát thương nó không có là bao nhiêu cho anh em à. Ok thì mình sẽ chuyển qua bắn thường thì đấy, nó sát thương nó lại tăng gấp đôi hoặc gấp ba luôn. Vì vậy á mình nghĩ á, thì anh em chơi cái khẩu mà đôi này thì anh em chơi trong một số tình huống thôi, chứ đừng nên là đừng nên cầm trong một số nhất định, tại vì nó cái sát thương nó không có anh em à, nó quá là yếu đi, nên mình nghĩ là anh em không nên sử dụng cái hai khẩu này đâu, cầm cho có thôi nha anh em. Ok thì đó là cái cách mà cái mẹo mà mình muốn chia sẻ cho anh em trong clip này. Cảm ơn anh em đã quan sát hết clip của mình, nếu hay thì để lại một like cũng như là một đăng ký để mà ủng hộ cho mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye.